Sau khi xem video, nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Cá Nhỏ Vlog của mình. Thì hiện tại mình đang đứng trước cửa ký túc xá Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn sơ nét về ký túc xá Đại học Nông Lâm ha. Để xem trong ký túc xá này có những gì. Let's go. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào ký túc xá nha các bạn. Cổng ký túc xá đây. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ký túc xá. Đây bạn, giữa ký túc xá thì có một cái siêu thị tiện ích các bạn, trước mặt bạn. Thì trong đó chủ yếu chỉ có một quán trà sữa thôi bạn ơi, không có gì hết. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ký túc xá, đầu tiên là ký túc xá A nha các bạn. Thì Nông Lâm mình á thì nó có tổng cộng là 6 ký túc xá A B C D E F. Và thêm một ký túc xá nữa là ký túc xá Cổ May bạn. Ký túc xá Cổ May thì do doanh nghiệp Cổ May dành cho sinh viên nghèo học giỏi học. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào ký túc xá A, đó. Phía sau hàng cây này là ký túc xá A bạn. Ký túc xá A này thì hiện giờ là ký túc xá đẹp nhất các bạn ơi. Do nó đang được sửa chữa lại bạn. Thì sẽ dành cho các bạn sinh viên khóa mới là khóa 19 nè. Rồi sinh viên K45 nè. Sẽ vào ký túc xá A. Thì giá ký túc xá A hiện tại là 1 triệu rưỡi bạn. Nếu mình nhớ không lầm là 1 triệu rưỡi nha bạn. 1 triệu rưỡi cho 6 tháng ở. Đây đây là ký túc xá A, nhìn rất là mới bạn ơi. Đang sơ sửa lại thì dự định là sẽ năm học mới này sẽ cho sinh viên ở nè. Hiện tại thì bọn sinh viên của mình vẫn còn ở cái HC bạn ơi. Chưa được qua nha các bạn. Đây đây là ký túc xá A. Đây. Còn rất là nhiều ngổn ngang bạn. Thì trong ký túc xá thì người ta sẽ có xà đơn rồi bạn, hoặc là sân bóng chuyền rồi bạn. Đó. Có sân bóng chuyền luôn. Đây. Mỗi sân, mỗi kiếp xá, trước kiếp xá sẽ có hai cái sân bóng chuyền nha các bạn. Đây. Rồi kế kiếp xá A thì sẽ là cái khu lúc trước ở đây là một quán cà phê các bạn. Nhưng mà bây giờ thì dẹp rồi. Thì khu này là khu NA. Tức là khu tự quản dành cho sinh viên nam nè. Đây đây là khu NA. Đây là mặt phía sau của khu NA ha. Đây là khu NA. Đây là trạm y tế. Trạm y tế thì nó sẽ nằm trong khu NA luôn. Đây, mình sẽ đi một vòng cho bạn xem phía sau khu NA ha. Khu NA này thì có nhà vệ sinh chung luôn. Ồ, nhà vệ sinh trong phòng luôn. Nó rất là cổ kính nha các bạn. Đây đây là trạm y tế thì ở đây, ở khu NA. Đây, mình sẽ dòng lại phía trước khu NA cho các bạn xem nha. Đây đây là mặt trước của khu NA. Là một phòng có 6 người ạ. Giờ giấc thì mình tự do hơn. Nó có nhà vệ sinh trong phòng luôn. Đây là mặt trước khu NA. Rồi. Rồi. Giờ tiếp tục là một khu tiếp theo nè bạn. Đây là khu D nha các bạn. Phía sau hàng cây là khu D. Khu D là cái xá cho nữ. Thì hình như là theo mình nhớ không lầm là 900 ngàn cho một học kỳ là 6 tháng các bạn. Cũng khá là rẻ. Tiền nước thì free các bạn. Tiền điện thì mỗi sinh viên khoảng chừng 30 nghìn. 30 đến 40 nghìn trong một tháng. Đây. Đây là khu E. Cư xá E. Đây mình sẽ quay gần cảnh cho bạn thấy cư xá E. Đây. Đây là cư xá E nha. Đó. Đây là cư xá cho nữ các bạn. Thì ở đó thì các bạn mùa hè xanh đang làm lồng đèn trung thu cho các em thiếu nhi các bạn. Thì lúc nãy mình quay do camera mình hết pin nha các bạn. Đây, đây là ký túc xá E. Ký túc xá cho nữ các bạn. Thì hiện tại thì các bạn sinh viên mùa hè xanh đang làm lồng đèn trung thu cho các em nha các bạn. Đây. Đây, đây là ký túc xá E.
Này ký xá E thì nữ và có nhà vệ sinh riêng trong phòng luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến ký xá khác nha, một cái khu khác. Đây trước mặt bạn, như bạn thấy ở bên tay trái bạn thì là ký xá B, khu B. Khu B này thì cũng dành cho nữ luôn. Khu B thì giá tiền phòng nó sẽ rẻ hơn. Tầm nếu như không làm là 700-750. Thì không có nhà vệ sinh trong phòng các bạn, thì sẽ có nhà vệ sinh chung, nhưng mà nhà vệ sinh của mình sẽ nằm ở mỗi phòng nữ sẽ có một cái ổ khóa, chìa khóa để giữ nhà vệ sinh nha bạn. Đây. Đây là ký xá B. Đây là khu B nè. Khu B này thì vẫn là dành cho nữ luôn. Thì hiện tại thì mình đang quay là khoảng 3:40 bạn. Thì các bạn sinh viên đã bắt đầu chơi bóng chuyền rồi nè. Đây, cứ giữa hai cái ký xá sẽ có một cái hai sân bóng chuyền. Đây. Đây là ký xá B, khu B, ký xá B Đại học Nông Lâm. Hiện tại thì chỉ những phòng mà phơi đồ bạn thì mới có người ở thôi nha bạn. Do hè thì các bạn sinh viên đang về hoặc là một đa số thì đi thực tập. Những bạn ở lại thì có thể thực tập gần trường hoặc là đi làm thêm bạn. Đây. Khu B. Đây là khu B nha. Khu B. Đây là khu B nha các bạn. Thì hồi nãy mình đi vào hướng bên đó đó bạn, mình đi vào hướng ngay cổng chính đó. Mình đi vào cổng chính đó đó. Đây thì siêu thị tiện đây bạn. Đây, đây là sân bóng chuyền, hai sân bóng chuyền nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ khu B rồi mình sẽ sang khu C nha bạn. Khu C. Khu C là ký xá, khu C dành cho nam bạn ơi. Khu C thì giới thiệu bạn, đây là con đường tình yêu nha bạn. Con đường tình yêu, tại sao nó có tên là con đường tình yêu? Thì tại vì tối ở đây thì nó cũng hơi là ánh sáng, thiếu ánh sáng bạn. Thì các cặp tình nhân hay ra đây ngồi tâm sự bạn, nên gọi là con đường tình yêu bạn. Đây. Đây là con đường tình yêu. Có dưới mỗi gốc cây đều có một cái băng đá mà thấy không? Đây là con đường tình yêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang khu C nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sang khu C. Thì nói chung Nông Lâm mình cây rất là rộng lớn nha bạn. Khu C. Đây là khu C. Đây, đây là khu C bạn. Thì cái này là phía sau khu B bạn, mặt sau khu B. Thì giữa hai khu vẫn là hai cái sân bóng chuyền bạn. Thì ở đây là xà đơn nè. Cho các bạn nào cũng muốn tập tập thể lực chẳng hạn. Xà đơn. Ê! Xuân kỹ. Đây, đây là khu B. Ủa, khu C. Khu C thì dành cho nam. Thì hiện tại như bạn thấy là khu C thì chỉ có một nửa là có sinh viên ở, còn một nửa dãy bên kia thì nó không có người ở. Lý do là do học kỳ xa thì khu C sẽ ở phần nửa và sửa phần nửa bạn. Đây bạn, khu C cho nam thì hiện tại là tiền thuê phòng là 750.000 một học kỳ nha bạn. Nhà vệ sinh chung và tiền nước thì ri, điện thì cũng tầm 30.000-40.000 một sinh viên. Đây. Đây là toàn cảnh khu C. Khu C là khu dành cho nam. Đây bạn, đó, khu C. Thì kế tiếp khu C đây bạn. Sẽ có một cái khu nữa bạn. Đây mình chuẩn bị sang khu D nha bạn. Khu D là khu nữ. Thì khu D nó cũng giống như khu B bạn, nhưng mà khu D hiện tại thì đang sửa chữa bạn ơi, không có sử dụng được. Lúc trước ở đây là chợ đêm nha bạn.
lúc trước ở đây là chợ đêm nè, nhưng mà bây giờ thì dẹp hết rồi. Thì đây là bãi gửi xe của sinh viên bạn, nằm ở sau khu C, là bãi gửi xe tháng hoặc là bạn gửi xe ngày rồi là bạn đi học rồi gửi xe ở đây. Đây là bãi gửi xe ha. Đây, đây là nhà gửi xe, phía nó cái nhà nhỏ phía sau đó là nhà gửi xe bạn. Đây, đây là cái nhà gửi xe. Thì nhà gửi xe tháng hiện tại là bạn gửi qua ngày là 4.000 một ngày bạn, không có nhận gửi tháng thôi bạn, vô bảo trì vậy bạn. Thì bây giờ mình sẽ qua khu khu D bạn. Đây bạn ơi, khu D, ký xá D. Đây là ngày xưa đi chợ đêm đây nè các bạn, đây là ký xá D. Ký xá D thì hiện tại người ta đang sửa các bạn ơi, nên mình cũng không có quay được ha, không có quay gần được nó. Người ta đang để dàn giáo để sửa, đây gạch đập hết các bạn. Lúc trước ở đây là chợ đêm cũng như là tiệm photo hoặc là quán cà phê, quán chè rồi bạn. Nói chung là chợ đêm Nông Lâm thì ngày xưa ở đây là hầu như là đầy đủ tất cả các món ăn các bạn, không thiếu nào hết, miền Trung có, miền Tây có luôn. Đây rồi, đây là khu khu D dự định sửa thì cũng ít nhất là hơn nửa năm nữa mới đưa vào sử dụng được bạn, đưa vào hoạt động được bạn. Đây ta đang sửa, đây sân Đa Môn để cho các hoạt động ngoài trời bạn, cho các câu lạc bộ khi mà họ tổ chức khi mà các câu lạc bộ bạn, các câu lạc bộ mà người ta tổ chức ca múa nhạc rồi thì sẽ tổ chức ở sân Đa Môn này. Ngày xưa thì khu chợ đêm ở đây nha. Thì đây tiếp theo là một ký xá dành cho sinh viên nghèo học giỏi, đó là ký xá Cỏ Mây các bạn. Mình đang đi vào ký xá Cỏ Mây. Ký xá Cỏ Mây thì do doanh nghiệp Cỏ Mây tài trợ xây dựng 100% nha bạn. Thì bạn ở đây theo mình biết đó, thì bạn sẽ được ăn ở vi hết, mỗi một tuần bạn sẽ phát được 280.000, tương đương với mỗi ngày là bạn 40.000 tiền ăn. Theo bạn mình ở thì bạn mình nói vậy mà không biết nay như thế nào các bạn. Tiền ăn ở sinh hoạt đồ là bạn được miễn phí hết, dành cho sinh viên nghèo học giỏi của doanh nghiệp Cỏ Mây mà được xây dựng trên trong diện tích đất của trường đại học Nông Lâm nha các bạn. Đây, đây là ký xá Cỏ Mây. Rồi, thì ở ngoài đó là khu Tám Giang để ăn uống thôi, cũng như là photo. Thì đây mình sẽ quay lại cho bạn nhìn cận cảnh một lần nữa ký xá Cỏ Mây nha. Đây, đây là ký xá Cỏ Mây đó, ký xá Cỏ Mây bạn. Thì nay là các bạn sinh viên năm thứ nhất kết thúc năm thứ hai rồi, đang chuẩn bị lên để ngày mai học quốc phòng các bạn. Đây rồi, thì bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu cuối cùng của ký xá đại học Nông Lâm, đó là khu khu F nha các bạn. Khu F là khu tự quản dành cho sinh viên năm thứ tư ở. Thì đối với theo quy định của ký xá đại học Nông Lâm thì mình ở hết năm thứ ba là phải ra các bạn. Nếu muốn ở năm thứ tư thì mình sẽ di chuyển được ở khu F nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khu F. Đây là cái phía sau khu D nha các bạn. Phía sau khu D, khu D cũng dành cho nữ luôn. Đây là phía sau khu D. Thì con đường này sẽ dẫn ra ngoài đường chính, đường số 1 của Đại học Nông Lâm. Đây khu D. Đây. Cây cối rất là tùm, nói chung là mát lắm bạn ơi. Đó, khu D họ đang xây nha bạn. Thật ra cũng còn rất là lâu rồi ơi. Đây, thật ra thì đây cũng là một cái mình đang đi ra, nó là một cái cổng, coi như là cổng đầu tiên vào nơi đại học Nông Lâm. Thì bạn sẽ thấy các bạn,
Đây là cổng ký xá nữa. Ký xá có hai cổng chính nha bạn. Cổng lúc nãy mình vào là cổng ngoài giảng đường, hướng đi ra giảng đường. Còn cổng này thì là cổng hướng vào ký xá là chủ yếu bạn. Mình sẽ quay rõ cho bạn thấy ha. Đây là cổng chính của cổng ký xá nè bạn. Đây cũng là một cổng ký xá bạn. Đó, trung tâm dịch vụ sinh viên ký xá. Đây. Rồi từ đây thì bạn sẽ đi theo con đường số 1. Tức là bạn sẽ đi thẳng ở đây để xuống khu F nha các bạn. Khu F thì nó nằm ở trung tâm tinh học á, nằm gần trung tâm tinh học, phía sau trung tâm tinh học. Đây là đường số 1 nè. Thật ra thì theo mình biết á thì đây cũng là cái biên giới bạn. Bên tay phải các bạn là Thủ Đức, còn bên tay trái các bạn là Bình Dương. Con đường này con đường ranh giới bạn, thuộc tỉnh Bình Dương. Bên đó là tỉnh Bình Dương, còn bên tay phải các bạn là thuộc huyện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình ở cũng khá là lâu rồi thì một số người cho mình biết thì mình cũng mới vừa biết luôn nè. Đây là trung tâm ngoại ngữ nha các bạn, trung tâm ngoại ngữ của Đại học Nông Lâm. Còn đây là trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa chính, là của khoa quản lý đất đai bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đường số 5 nha các bạn. Ngoài đường từ cổng chính và quốc lộ vào thì bạn sẽ chạy thẳng và thấy đường số 5 bên tay trái. Thì đường số, chính là đường vào khu F nha các bạn. Đây là đường số 5. Đường số 5 là đường vào khu F. Rồi các bạn, bên đó là cổng chính, cổng hướng vào giảng đường của Đại học Nông Lâm bạn. Đó là cổng hướng vào giảng đường của Đại học Nông Lâm nha. À, giảng đường mình sinh viên mình đi học thì chủ yếu trong đó. Rồi bên đây là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ của khoa cơ khí bạn, và cũng phòng đào tạo sau đại học, phòng sau đại học bạn. Rồi đây là công viên Thái Bình, Nguyễn Thái Bình. Đây, ở đây là trung tâm tinh học nha. Thì khoa môi trường tài nguyên, nói chung là nhiều bộ môn, nhiều khoa lắm các bạn. Đây, đây là trung tâm tinh học của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Trung tâm tinh học nhìn nó hết sức là cổ kính bạn. Đây, nay chủ nhật nên trung tâm đóng cửa nè, không có làm việc. Khoa môi trường, bên đây thì khoa môi trường tài nguyên. Bây giờ thì mình chuẩn bị đến khu F rồi bạn ơi. Đây, khoa môi trường. Ở đây thì người ta nuôi bò bạn, bò của khoa chăn nuôi thú y bạn, bò sữa, trại bò. Đây bạn ơi, khu F trước mặt bạn là khu F, ký xá F, là ký xá cuối cùng ở Đại học Nông Lâm bạn, ký xá dành cho sinh viên năm thứ tư ở tự quản, cũng như là tự quản giờ giấc bạn, bạn có đi sẽ đi về thoải mái. Còn theo quy định thì ký xá là ở khu A, B, C, D, E thì là 11 giờ đóng cửa bạn. Đây là khu F nha. Đây, đây một phần của khu F. Này, tới khu F rồi bạn ơi. Đây, đây là ký xá F.
Nói chung mình cũng không có được vào bạn ơi, mình ở không ở Kiếp Sát F bạn. Mình chỉ quay sơ bộ cho bạn thấy thôi, Kiếp Sát F. Đây nè bạn. Kiếp Sát F cũng đang xây dựng mà. Đó, Kiếp Sát F. Đó. Rồi, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào Kiếp Sát F C xem coi trong đây có gì nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào một ký xá nam thử xem cái điều kiện trong đó như thế nào nha các bạn. Go. Thì đây là ký xá C các bạn, mình sẽ đi vào ký xá C. Này. Bước vào ký xá C thì bên phải bạn ạ, thì sẽ là văn phòng ký xá bạn. Nơi bạn đóng tiền điện này chủ yếu. Đây là căng tin, nhưng mà căng tin hiện tại thì đây là căng tin. Thì căng tin hiện tại là đóng cửa bạn, do hè ít sinh viên mua bạn. Đây bên đây là bảng thông báo bạn. Bảng thông báo cũng như là quy định kiếp xá, chủ yếu thì tụi mình coi chủ yếu là coi tiền điện hàng tháng bao nhiêu đi đóng là chủ yếu bạn. Đây là tủ kem này, tủ nước đá. Thì ký xá bạn sẽ có hai hướng đi, hướng bên trái bạn và hướng bên phải nha bạn. Có tivi nhưng mà tivi hư lâu rồi bạn ơi. Đây là có máy nước. Ký xá thì có máy nước uống miễn phí bạn ơi. Nhưng mà nó cũng được thôi, cái nào miễn phí thì bạn hiểu chất lượng đó mà. Thì căn tin này á thì tụi mình bản thân là tụi mình là nam á, thì cũng ít khi cũng mua bạn, giá cả cũng phải chăng bạn. Nhưng mà tụi mình cũng hay qua bên nữ mua bạn, căn tin nữ thì căn tin bên nữ giá cả phải chăng hơn mẹ ơi. Và đặc biệt thì trong đó bên đó có nữ các bạn. Và đặc biệt thì trong đó bên đó có nữ các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ký xá ha. Thì ký xá bây giờ cũng hơi tối, chia ra hai bên nè, bên phòng. Thì mấy bên tay phải sẽ là phòng lẻ bạn, còn mấy bên trái sẽ là phòng chẵn ha. Đây, cuối hai bên, cuối mỗi bên ký xá thì sẽ có đây. Đây là bạn, phòng thí dụ phòng này là phòng số 4A. Còn bên đây sẽ là phòng 5A. Thì A nó đại diện tức là cái tầng trệt bạn. Còn lên lầu 1 sẽ là tầng B, còn lên nó là sẽ là lầu C. Theo số bạn. Cứ vậy mà tính tới ha. Đây. Thì ở đây cuối là nhà, bên đây là nhà vệ sinh bạn. Nhà vệ sinh kiếp xá nha. Đây. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kiếp xá nam bạn. Đó. Mình quay một vòng cho bạn thấy rõ luôn ha. Rồi bây giờ thì mình chữa cháy rồi nè bạn. Mà mình ở đây 3-4 năm rồi mình chưa khi nào thấy sử dụng nha bạn. Nói chung cũng không hy vọng sử dụng đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên. Thì ở tầng lầu 1 cũng vậy bạn ơi. Thì mình sẽ lên trên cùng nha bạn. Đây mình sẽ đi lên trên cùng luôn. Mình đây lên tới tầng lầu 2 là tầng 3 bạn. Là tầng C bạn. Thì mỗi ký xá sẽ có cái tầng trên cùng gọi là tầng 1D nè. Và phòng 24D, phòng đó thì ở sinh viên ở tầm 10 người. Còn đây bạn. Đây là cuối cùng nè. Thì ở đây mình có thể nhìn ra được sân thượng kiếp xá bạn. Đây là sân thượng kiếp xá. Đây. Rồi bây giờ mình đi xuống nha. Thì hiện tại mình đang ở lầu 1 tức là tầng 2 bạn. Thì như bạn thấy ở đây thì mấy bên tay trái các bạn á sẽ là phòng lẻ thì ở đây sẽ có 8 người ở, một phòng có 4 giường đôi 8 người ở. Và phòng bên tay phải các bạn á hay là phòng chẵn thì có 6 người ở. Đây.
Hiện tại thì ký xá mình chỉ ở tới nửa ký xá thôi bạn, còn nửa bên kia thì chuẩn bị sửa chữa nha bạn. Đây, bên đây thì những ký xá này thì khóa ổ khóa rồi bạn, tức là những cái chuẩn bị sửa chữa bạn. Đây đó, thì mình sẽ đi review nhà vệ sinh bên kia cho bạn xem nha. Hai bên là nhà vệ sinh nó khác nhau. Nhà vệ sinh lúc nãy bạn xem thì đã được sửa chữa rồi. Còn nhà vệ sinh đây thì nói chung là cũng hơi không được sạch sẽ lắm nha bạn. Đây. Đây là nhà vệ sinh mép bên đây. Đây bạn. Đây. 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 Đó. Đây nè, đây em bạn có thể nhìn ra thấy được nhà xe nè. Nhà xe. Nhà gửi xe. Rồi. Thì hiện tại mình đã có mặt ở trong phòng 6 người bạn. Tức là phòng 3 giường, đây giường đôi nè bạn. Đó. Thì ngoài này bạn có thể phơi đồ bạn, bạn phơi đồ thì sẽ phơi ở ngoài này. Cửa sổ có sào phơi đồ bạn, đó. Bạn có thể phơi đồ. Đây. Giường thì có giường gỗ và bên đây là giường sắt nè bạn. Đây là cái sào phơi đồ. Sào để đồ ha. Đó, xung quanh một phần. Thì mỗi phòng đều có trang bị wifi riêng nha bạn. Đây. Có wifi luôn. Thì bạn thấy được hai bóng đèn. Mà không có quạt. Quạt thì mình phải tự trang bị lại.